Chào mọi người nha. Hiện tại Trọng Thơ đang di chuyển trên trục đường quốc lộ 14 và ngay vị trí mà Trọng Thơ đang di chuyển là ngã tư Trơn Thành. Và đây cũng đã hiển thị Trơn Thành Plaza sẽ cho đi vào hoạt động vào cuối năm 2023 này nhé. Quanh khu vực này chúng ta sẽ gặp một cái tổ hợp và những cái căn nhà cực đẹp xây theo thiết kế châu Âu. Và dọc quốc lộ 14 thì chúng ta sẽ còn gặp nhiều căn nhà đẹp nữa nha quý vị. Xin mời cả nhà cùng theo những cái video của Trọng Thơ để chúng ta phóng tầm mắt để xem những căn nhà đẹp tại quốc lộ 14 nha. Đoạn đường quốc lộ 14 từ ngã tư Trơn Thành tới cổng khu nghiệp BKMX chỉ có 3 km và rất là nhiều căn nhà đẹp. Đó, trước mắt chúng ta có thể thấy những cái chóp nhà ngôi biệt thự đó trước mắt chúng ta. Những cái căn biệt thự này chúng ta di chuyển từ ngã tư Trơn Thành vào khoảng 500m là chúng ta gặp căn biệt thự bên tay phải, là căn biệt thự đầu tiên với diện tích đất khoảng hơn 2000m đất nha. Bám mặt tiền quốc lộ 14 là 30m và sâu vào khoảng 70m. Rồi bên tay trái chúng ta sẽ gặp một căn biệt thự nữa với diện tích đất cũng là ngang 30 và sâu cũng 7-80m. Chạy tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhiều căn nhà mái thái với giá trị khoảng 5-6 tỷ, và có những căn nhà lên tới cả 100 tỷ nha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ gặp một cái cụm gọi là salon ô tô và tất cả những văn phòng công chứng hội tụ tại đây. Như văn phòng công chứng trước mắt chúng ta là văn phòng công chứng Hồ Đình Hiến, rồi văn phòng công chứng Trương Thanh Hậu, và kế bên là đối diện trung tâm hành chính thị xã Trơn Thành, một trung tâm hành chính Trơn Thành năng động, hội nhập và phát triển. Và tiếp theo những trục đường này chúng ta gặp nhiều căn nhà mái thái cực đẹp như quý vị. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xem một căn biệt thự cực đẹp nha, với diện tích đất của căn biệt thự này lên tới gần hecta. Và chủ những căn biệt thự này là anh Lan Đột Biến Bình Phước cách đây 2 năm trước, rất là nổi tiếng ạ. Căn biệt thự này với bám theo mặt đường quốc lộ 14 khoảng 40-50m và sâu vào khoảng 100m nha quý vị. Sâu vào khoảng 100m. Cực đẹp. Rồi tiếp tục chúng ta chạy theo quốc lộ 14, đường vào khu nghiệp BKMX Trơn Thành Bình Phước, chúng ta gặp nhiều căn mái thái, đó rất là đẹp đúng không quý vị. Với một khu vực đang phát triển về kinh tế thì đây là cái vùng đất tốt để chúng ta đầu tư vào bất động sản. Khi mà hội tụ tại khu vực này nhiều khu nghiệp, ví dụ như Trơn Thành 1-2 với tổng diện tích lên 187 hecta, khu nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc và Minh Hưng Sikiko, Minh Hưng 3 thì tổng diện tích lên tới 700 hecta. Và tiếp theo là khu nghiệp BKMX Trơn Thành Bình Phước, ngay vị trí mà Trọng Thơ đang phân phối bất động sản, thì diện tích công nghiệp lên tới 2.400 hecta và đất tái định cư 2.200 hecta, tổng diện tích là 4.633 hecta. Để chúng ta đầu tư vào khu vực này với tiềm năng tương lai từ 5-7 năm thì là đây là khu vực cực kỳ tốt để chúng ta đầu tư. Quý hàng quan tâm tới những bất động sản nằm ngay lõi trung tâm của thị xã Trơn Thành và làm hàng xóm với những anh chủ của những căn biệt thự khủng khiếp này nha. Với những căn biệt thự trị giá trên 100 tỷ tại thị xã Trơn Thành Bình Phước thì chúng ta đang đi trên trục đường quốc lộ 14, chúng ta như lạc vào giữa những cái chốn phồn hoa và chúng ta cứ tưởng đây là trung tâm Sài Gòn vậy. Quý hàng quan tâm tới bất động sản khu vực này và lên đây tham quan thì nhớ di chuyển theo trục đường quốc lộ 14 vào BKMX Trơn Thành Bình Phước, alo Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta có những quỹ đất đẹp, những vị trí đất đẹp tiềm năng sinh trưởng trong tương lai tốt. Hãy nhanh tay follow kênh của Trọng Thơ, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tại dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước và chọn cho mình những sản phẩm mới nhất, giá trị đẹp nhất, giá trị tăng trưởng trong tương lai tốt nhất tại thị xã Trơn Thành. Trọng Thơ xin chào và chúc quý hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX và những bất động sản giá trị tại lõi trung tâm của thị xã Trơn Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau.